Hi, xin chào tất cả quý vị khách hàng thân yêu nha. Em Thương lên sóng giới thiệu giao lưu với tất cả quý vị khách hàng một cục cà te Crong Ba hay còn gọi là gõ đỏ gần tinh lõi các bác nhé. Chùm sụn rất là đẹp luôn. Cục đây 60 cân. Nói chung là vẫn còn rác mục nha. Mục còn ít rác. Đồng đặc luôn, tinh lõi. Có chiều cao được 55, chiều ngang từ bên đây 46. Mà chiều sâu ở đây 40-60 kg đấy nhé. Bọn đặc còn ít rác, 60 kg. Bán rẻ cho quý chị khách hàng của mình nhé. Bán rẻ luôn ấy. Các bác hỏi phát chốt liền luôn ấy. Cam kết 100%. Đông đặc luôn. Đục đẽo các kiểu làm đôn. Tiện thì nó hao thì vỡ thôi chứ còn đục đẽo các kiểu các bác nhé. Đấy, để đây. Để đặt tịt luôn. Cam kết 100% đông đặc nhưng mà còn rác. Một xíu. Còn ra một xíu. Nào hỏi phát là chốt liền luôn đấy, cam kết luôn đấy, chốt liền là tự